Và trên sân số 3, Bạch Mai đã có bàn thắng mở tỷ số trước Viễn Trai. Và cầu thủ ghi bàn là cầu thủ số 8 Duy Đạt. Số 9 Quốc Phòng của Lê Cơ Đôn Hà Đông. Và ngay sau bàn thắng nâng tỷ số, would you do that for me? Yeah, I'd fly this whole world twice if I could be a pet.